Dagushmatic sản xuất đời 2005, đăng ký 5 chỗ ngồi, số sàn đồng sơn si, nội thất sạch sẽ. Em nó không lộng lẫy, không len keng, không len spen. Với số tiền chỉ có 38 triệu đồng mà thôi. Và bây giờ mời tất cả các chú anh chị cùng theo em review về con xe 38 triệu đồng này, coi em nó có những gì ha. Chiếc sơn màn hình thì quý anh chị thấy con xe này mà em nó mang một lớp sơn màu xanh, nói chung là sạch sẽ thôi, không lộng lẫy, không len keng. Ông bà nói tiền nào thì của đó thôi, không có gì mà ngon bổ và rẻ. Nhưng con xe này thì em nói anh chị là bảo kê anh chị cái máy ha, máy móc, máy lạnh là ok, nội thất nói chung là sạch sẽ. Quý anh chị nào đang ít về tài chính thì đây là một sự lựa chọn cho anh chị lấy con xe Dagushmatic sản xuất đời 2005. Ghế nỉ rất đẹp anh chị ha, dàn ghế nỉ rin nè. Nói chung nhìn dạ chính cũng rất là đẹp. Với số tiền chỉ có 38 triệu đồng mà thôi anh chị ha. Tắp bi tắp lô sạch sẽ. À, em nó không len keng, không lồng lẫy, không len sờ ben, nhưng xấu xấu bẩn bẩn à, cũng một vết nát nhưng vẫn xài được. Với một số tiền là 38 triệu đồng. Đây, em nó hai kính đằng sau là hai kính quay tay ha. Và bánh của em nó còn được coi như là 40%. Ga lăng đúc nhìn rất là xinh xắn, sần sò anh chị ha. Đăng kiểm thì được cái con xe này thì đăng kiểm, hiệu lực đăng kiểm của em nó còn tới tháng 8 năm 2024 anh chị ha. Máy móc thì bao anh chị nha, riêng xe cổ bên em bao máy anh chị nha. Máy rất khô ráo sạch sẽ. Nãy mượn cái bình tháo cái bình gắn con xe kia rồi anh chị. Đó, bình bọng là ok, máy móc anh chị cứ an tâm, bao anh chị luôn. Máy rất là khô ráo sạch sẽ. Con này được cái nhìn dạy chứ cái máy nó rất là ngon nha anh chị nha. Nói chung xe cũ thì với một số tiền 38 triệu đồng là một sự lựa chọn cho anh chị lấy về tập chạy tập lái, che nắng chạy vòng vòng. Bộ đèn cũng rất là đẹp anh chị, đèn này cũng hình như chủ trước người ta cũng mới vừa thay nè, em thấy nó mới cáo à. Đó, vậy thôi, một dòng cho chị xem mà nước sơn. Đó, đăng kiểm thì còn đến tháng 8. Sạch sẽ thôi, còn không có lồng lẫy, không len keng, không len sờ ben đâu. Đó. Nói chung là gầm bè con xe này thì nó tương đối thôi nha anh chị, còn kêu mà nó ngon thì nó cũng không có ngon thôi anh chị. Nói chung là đăng kiểm được vẫn chấp nhận được là vẫn còn xài được. À, gầm thì cũng là cũng có mục mọt, cũng đã làm lại rồi. Thì tiền nào của đấy, không thể nào đòi hỏi. Với số tiền 38 triệu đồng mà anh chị so với con Matic 50 mấy triệu và con Matic 70 mấy 80 mấy triệu thì nó cũng khó. Thì xe này anh chị nào lấy về thì để như vậy viện tay lái một thời gian, rồi mình hết cái đăng kiểm cũng được, có 38 triệu à. Giờ anh chị đi học lái mướn cái xe cũng đã hết 500 ngàn tiếng rồi. Mà con này giờ 38 triệu đồng mà anh chị lấy về anh chị trải nghiệm một thời gian đi, chạy hết cái đăng kiểm tới hết cái tháng 8 năm 2024 đi, rồi mình đổi cái xe khác, nó đồng sơn si nội thất sạch sẽ thôi. Còn máy móc là nội thất là máy là bên em bao nha, anh chị đừng có suy nghĩ nha. Đó, anh chị nào thiện chí chiếc xe này với số tiền 38 triệu đồng thì xin vui lòng alo chị qua số điện thoại đó là 0798222220 để em hỗ trợ và tư vấn thêm ha. Và đây là lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em thì các chị xin vui lòng nhấn đăng ký kênh, nhấn nút đăng ký kênh sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất, tập chạy tập lái, che nắng che mưa, vừa đi vừa đẩy ha.